hỏi cụ này đi. Dạ, con chào bác ạ. Chào bác ạ. Tụi con sẽ tìm trên đảo mình là có cặp vợ chồng nào kết hôn được lâu nhất, bác có biết không? Đây luôn hả? Không hề chuẩn bị trước nha. 90 tuổi rồi. Tự nhiên hỏi cái chúng ngay nhà đó luôn. Hết hồn luôn. Dạ, làm kết hôn sao may mắn bao nhiêu năm bác biết không ạ? Ăn mấy tuổi là 70 năm rồi. Sao hơn vậy? Đứng phát cái là đưa đúng đây luôn. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác. Con chào ông, chào bà. Dạ. Dạ, ông tên gì, bà tên gì ạ? Ông tên Cường. 90 tuổi. Dạ. Bà bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, vị trí là 85 tuổi. 85. Đánh nhau đây là 6, 17, 18 năm. 6, 18 năm rồi. 6, 18 năm. 148. Còn biết tới bây giờ. Mà lúc đó là ông đang làm gì, còn bà đang làm gì mà hai người gặp nhau? Mới 17, 18 tuổi. Còn ông làm gì ạ? Ông tới hai mấy tuổi rồi, 21, 22 vậy. Mà ông đi một mướn còn nghèo. Rồi ông gặp bà. Ông có bác sĩ vô đây không sĩ? Ông vào khám sơ khám cho bác ạ. Dạ, ông vậy thôi, mời anh vào khám. Dạ. Ngay lúc ông cụ đang đợi bác sĩ tới khám luôn. Tôi cũng bệnh đau thận đó. Bà bị đau thận hả bà? Con thấy ông vẫn khỏe đúng không? Chỉ bị bệnh là lặt vặt phải không bà? Anh khám cho ông bà lâu rồi phải không ạ? Chung này dàn sức khỏe mấy ông cụ á là ông cũng được lời tới ten á. Dạ. Ông té nguy hiểm á. Cái người già té là dễ bị lòi chỗ này mà giờ nó xớt rồi không có mổ xẻ gì được. Bác sĩ ơi, em chưa biết bác sĩ tên gì ạ? Luân Thanh Trường. Luân Thanh Trường. Dạ, bác sĩ sống trên đây bao nhiêu lâu ạ? Anh đi gốc ở thành phố, anh về từ năm 2005. Là về đây chứ còn về Cần Giờ năm 2000. Mấy người bạn hỏi anh sư phụ đất lành chiên đậu sao không về, tại đó anh là đi theo cái tự nguyện. Anh nói đất lành chiên đậu nó còn bay, tao đất buồn chim lúng. anh vui tính đất ba. Thì hai chồng hạnh phúc lắm, tại bà có cằn nhằn gì ổng cũng lãng tay cũng đâu có cãi đâu. bí quyết của hạnh phúc là vậy ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Người lãng tay còn người cằn nhằn là khỏi nghe. Dạ ông bà ơi, cho con cái là mấy là làm sao mà ông quen được bà? Lúc ông mới có 2 tuổi à, con đi quánh dập cua đó, quánh cua để xuống này chơi gặp bà thì là ông mới về cày mai đi xuống nó nói bà là 248 là 68 năm rồi. Dạ vậy bà ơi, lúc mà bà gặp ông lần đầu tiên á, bà thấy ông như thế nào? Trời ơi, bệnh trời lắm chứ. Bà thấy như thế nào vậy bà? Con nói vậy không, nói vậy chung chung luôn. Bà phụ nữ, bà con gái, bà cũng đẹp gái cũng như con vậy. Không, con kêu rể. Bắt rể. Bắt rể. Nhưng mà ông bà yêu nhau bao nhiêu năm thì làm đám cưới? Nó chừng có mấy tháng thì thôi, chứ đâu nhiều năm như vậy. Chừng 4-5 tháng vậy. Rồi ông bà có bao nhiêu người con? Vậy kể mai đi. 9 người con. 9 người con. Ông bà bây giờ là cảm thấy tình cảm dành cho nhau như thế nào? Bây thương giờ nhau thì cửa già là thương nhiều á. Thương nhiều hơn á bà. Tại sao vậy? Thì già cả hồi đó giờ đó. Giờ đàn bọc với nhau rồi. Thì à, hồi xưa có hay cãi nhau không? Chứ hồi nhỏ là cả thường vậy. Hồi hay cãi nhau là bà lúc đó bà bao nhiêu tuổi à? Nó có 30 tuổi. 20-30 tuổi. Là hồi còn nhỏ bằng tụi mình á. Vậy là hai đứa cũng hay cãi nhau lắm đó. Ông có bao giờ cãi nhau với bà chưa? Hồi trước nhỏ họ không có cãi mà bây giờ cãi. Ủa sao kì vậy? Biết sao không? Biết ưu cãi, bà nói cái này cho nói cái khác, bà cãi. Bà có hình hồi đám cưới. Sau này mới cãi nha. Bây giờ cho mẹ ông bà dễ á, giờ lại ông bà này kia vậy giờ. Đi lại ông bà tổ tiên là ở rễ luôn, không có làm đám cưới. Không có làm đám cưới. Không làm đám cưới mà sống với nhau 7 năm. Không có làm đám cưới, ít có lắm. Ông có bao giờ nói anh yêu em không? Cái đó là chuyện thường. Ông có bao giờ nói yêu bà chưa? Kiểu như nói anh yêu em với bà chưa? Kìa, con hỏi bà kìa. Không, ông không nói hả? Ông chưa bao giờ nói anh yêu em với bà hết hả? Nó đâu có nói anh yêu em được. Sao vậy? Lo làm ăn không mệt. Nhưng mà tình yêu là không cần phải nói thành lời đúng không? Không cần phải nói, thể hiện. Vậy hồi trẻ đó, bà có hay ghen không? Không. Tại sao bà không ghen? Bà không ghen bởi vì mình biết chồng mình ở với mình chung thị.
Dạ, con muốn nghe vậy thôi đó. Hạnh phúc quá. Con cảm ơn ông bà rất là nhiều vì đã cho tụi con phỏng vấn như vậy. Con xin chúc ông bà là sức khỏe tràn đầy và lúc nào cũng niềm vui trong mỗi ngày luôn. Cảm ơn mấy con. Bây giờ đó có chồng có vợ và ở bên chồng. Tụi con cũng mong vậy, hay quá. Bà chuyện tình của ông với bà như thế nào? Thôi chuyện tình ông bà nữa hả? Và cũng đã lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng của ông bà hai mới trở nên rộn ràng đến như thế. Khoảng sân rộng vốn được tạo ra để con cháu tụ họp sum vầy, thế nhưng vì cuộc sống, lần lượt từng đứa con giả từ quê nghèo lên đường đi làm xa, khoảng sân rộng cũng vì thế mà vắng dần bóng người và càng ngày càng trở nên thênh thang trống trải. Những đứa cháu đến từ thành thị một cách hoàn toàn tự nhiên và vô tình đã mang đến vùng đất bình yên nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn khó diễn tả này niềm vui ngọt ngào. Và điều ngọt ngào không chỉ dừng lại ở đó. Buổi tối, ba anh em đã cùng chơi các trò chơi vui nhộn với các bạn nhỏ trong xóm. Cậu em Út Hoàng Long vẫn đang say sưa với trò chơi tạt lon. Đúng lúc này đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bà ơi, bà đi với con. Cái gì bà? Ông ơi, sao nay ông đẹp trai vậy ông? Hai con tôi không nói này. Ông ở đây không? Ông ông mày. Ông ở đây không? Ông ra đây, ra đây. Tan 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 tan. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu bằng cái hội tổ chức một cái chỉ chung là một cái đám cưới lại không với bà. Hiểu. Và hôm nay con con sao quên họ đi hôm nay sao? Hôm nay con thì hôm nay con sẽ làm một show và cho hai ông bà. Bây giờ mọi người, tất cả mọi người đều thích điều này. Và bây giờ tất cả mọi người đều muốn rồi để nói luôn nha. Nói đi. Bây giờ thì mọi người có muốn ông tỏ tình với bà không? Có tình. Thì lúc mà con rất gà với ông á, thì lúc mà ngồi đợi hai người này, thì ông có kể cho con nghe là ông với bà sống như là một mình. Thì ông lý nói do ông của buổi lễ bắt nguồn từ cuộc nói chuyện của ông và Hà My lúc chiều. Ông có nhớ bà không ạ? Có nhớ nha. Thì bà cũng già, ông cũng già mà ở hai chỗ. Và cô em gái Hà My tình cảm đã quyết định phải làm một cái gì đó để hâm nóng tình cảm cho ông bà. Vậy
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bà và ông ạ. Khi ta về một nhà, gặp đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, trước giấc chung một giờ. Khi ta chung một đường, ta vui chung một. Nhờ ba bạn nhỏ tinh nghịch, đáng yêu và cùng rất đối tình cảm mà căn nhà nhỏ của hai ông bà lại rộn ràng tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy cho anh hỏi là cảm nghĩ của bà bây giờ như nào? Rất là vui. Con rất là nói vậy á. Sống đúng một tuổi. Đúng á. Các cháu tới đây và sống tầm tuổi luôn. Vui vẻ vậy không? Ông bà mừng lắm nha. Bây giờ ông có lắm mà không thương bà nữa đâu. Có thương nha. Ông bà anh ta yêu nhau thời chưa có TV. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Lôi nhau đi khắp phố xa. Ôi tình yêu thời nay đã hóa con ơi, dòng đôi tay biết tôi là nhớ nhau cả đời. Đây là món chính của bót đầu của dạ. Vợ chồng bót. Dạ. Vợ chồng bót là coi như là tới 10. Cái thằng con trai út á. Dạ. Đó là tại đây. Nhưng dạ. Mà hắn ăn là ăn riêng. À. Ở chung. Dạ. Nhưng mà hắn là đi đồn là công nhân. Dạ. Con vợ là công nhân. Dạ. Thì thằng chồng thì bên thầu khoán thời này. Dạ. Ở quê mà ha. Dạ. Có chi mình dùng nái. Dạ. Bác yên tâm đi bác. Con dễ ăn dễ sống dữ lắm. Bác dạ. Cho con ăn là con mừng dữ lắm rồi. Cháu của bác đi học hai người ở Sài Gòn là con của người thứ mấy vậy bác? Cái con thứ sáu con gứa. Có con nhà là coi như đại học ngôn ngữ. Ồ. Đại học ngoại ngữ. Học tốt nghiệp chưa bác? Hai người tốt nghiệp rồi. Hai người tốt nghiệp hết rồi hả bác? Tốt nghiệp hết rồi. Công nhân ngoại bây giờ hắn tốt nghiệp rồi mà chưa có công việc làm ai. Dạ. Rồi đang ở đâu vậy bác? Ở Sài Gòn, ở Quận Nhất. Dạ hả? Bây giờ hắn vô cái chỗ mà nhà chùa đó. Dạ. Cô như dạy lại cái sư phụ. Dạ. Cho mấy sư, mấy cô. Mấy sư, mấy cô. Dạ. Dạy lại nói đầu cô cũng kiếm cơm ăn để chờ ngày kiếm công việc. Tội nghiệp quá. Có về đây thăm ông thường không ông? Không, mà hắn đã đến bây giờ. Dạ. Cô hắn đã thống đợi hạt đầu, hắn về thăm tu cái chỉ một lần một. Mẹ chứ không có tiền đi lại hay sao? Đúng, không có tiền vì mẹ là không có tiền. Rồi. Bán khoảng mất sớm. Hai bác đẹp lão quá trời luôn. Ôi, mà con thấy khỏe, sức khỏe bỏ, tốt quá. Bỏ mà không làm cho đẹp bỏ là bỏ sẽ dễ luôn á. Dạ. Có một cái này là có gia đình á, thông cảm em. Dạ. Nên là gia đình nó coi như tôi lồn tôi tiêu tôi sợ cho bỏ không biết cái gì bỏ luôn. Còn con gia đình thì rất thâu. Cho nên là bỏ ở nhà là bỏ lo cái giường cây, giường với là heo. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà hồi trước tôi cho trẻ, tôi cọc lắm. Ồ, dạ. À, bỏ hổ bỏ, cọc lắm. Bỏ nói chuyện đắm nát vậy. Trời ơi. Không có mẹ. Bây giờ để mình nói qua cái chương trình. Dạ. Mà xã hội này là như vậy, chú biết không? Nôm là đúng bình quyền, không có sức phục. Đúng rồi. Bây giờ bà nói mình nghe, mình nói bà nghe. Dạ. Bà nói cái gì lão quá, mình mỏi mình đi chứ. À, rút kinh nghiệm thời trẻ. Chú biết mình đi mô. Dạ. Đi đâu? Không đi quýnh bà. Uống cà phê. Không, quýnh cà phê. Đi ra giường. Quýnh tướng. Hay quá. Mỗi tối hai bác có hay ngồi uống trà với nhau không? Ít ha. Bỏ tôi bỏ là coi như trời với trang với thôi. Bỏ lẹ là tôi mà bỏ lẹ với thôi. Yeah. Cái thời mà hai bác yêu nhau con nghĩ là chắc có nhiều kỷ niệm, có nhiều điều hay lắm nha. Hơi đứa yêu nhau thương nhau. Dạ. Yeah. Chẳng qua là cái tình cờ. Dạ. Yeah. Hơi đứa cũng thương nhau gặp cái rồi cũng đưa qua đây lẹ gặp qua đó lòng nheo với nhau. Đó lòng nheo. Phát hành có người đẹp trai nghe. Dạ. Biết bao nhiêu ghế. Đúng rồi. Dạ. Cho nên hồi đó là coi như
bỏ không bao giờ tôi đi kiếm người khác. Coi như hầu luôn bỏ chip luôn ở đâu rồi. Chứ là đá cái là bác gái đổ liền. Ưng bỏ, quan bỏ bây giờ. Không có đứng nói chuyện vô một người thứ hai nào là bỏ em. Tức là chung thủy 100% luôn. Có khi nào mà giận bác trai lâu đến mức mà không muốn nói chuyện luôn không bác ấy? Có chứ. Có luôn hả? Cái ông bảo ông đi Sài Gòn á, mấy năm. Nhưng mà cái lúc mà bác đi á là con, mấy người con của bác đã lớn chưa? Đi hạt thấy. Còn đó hả? Đi hạt. Có mình trong ruộng. Rồi bác trai đi vậy mấy năm bác trai mới về? Đi 3 năm. 3 năm. Hả? Những lúc đó bác tức bác trai dữ không? Bác buồn dữ không? Buồn đó, tức đó. Cũng nghĩ là xong mình đừng có nghĩ rồi cho mấy đứa con. Dạ. Bác sống vì mấy người con? Sống vì mấy đứa con. Dạ. Ngót nghét đã gần 80, cả ông Nguyễn Kim Hoàng và bà Tô Thị Lan vẫn sống bên nhau dù va vấp phải bao thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây, con cái đã yên bề, ông bà lại chăm cây kiểng, lo cho mảnh vườn nhỏ để tiếp tục sống, sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Con tới đây con gặp được hai bác, con thấy rất là vui. Và con cảm thấy rất là ngưỡng mộ hai bác, bởi vì bác trải qua bao nhiêu sóng gió rồi mà hai bác vẫn sống vui, sống hạnh phúc với nhau trong một cái mái ấm như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.